Hello, xin chào tất cả quý anh chị. Cảm ơn chị đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ của em ngày hôm nay. Và em tự giới thiệu, em là Đạt, phụ trách bán hàng tại showroom Từ Quý Auto. Và địa chỉ bên em là địa chỉ chuyên cung cấp các dòng xe hơi đã qua sử dụng. Và đặc biệt, bên em chuyên làm các dòng xe lướt đời cao với mẫu mã cực kỳ đa dạng và chất lượng tốt nhất thị trường anh chị nhá. Và hiện nay, cửa hàng của em đang bày bán rất nhiều sản phẩm với những mẫu xe phân khúc sedan hạng B, hạng C, hạng D với tầm tiền khoảng tầm từ hơn 400 triệu cho đến khoảng 1 tỷ rưỡi các bác nhá. Nhiều lắm, rất nhiều xe lướt cho anh chị lựa chọn. Thì cái video clip lần này em sẽ làm một cái bài tổng hợp báo giá cho tất cả các mặt hàng sản phẩm hiện đang được bày bán tại showroom của em. Đầu tiên, ở đây giới thiệu cho anh chị một mẫu xe Hyundai. Đây là chiếc Hyundai Accent bản 1.4 ATH. Và đây là bản cao cấp nhất được Hyundai thành công phân phối tại thị trường ô tô Việt Nam thời điểm hiện nay. Con này thì option nó hạng B, nó vô địch rồi. Đèn tự động, gạt mưa tự động, rồi có cả cửa nóc luôn các bác nhá. Đây là một mẫu xe duy nhất hạng B, xe mới, được trang bị cửa sổ trời. Còn thế hệ trước các bạn, thì có một chiếc xe Kia Rio, con nhập khẩu đấy thì nó cũng được trang bị cửa nóc. Còn bây giờ thì hết rồi ạ, chỉ duy nhất chiếc Accent này được trang bị cửa nóc thôi. Con này sản xuất năm 2019, xe chạy được 2 vạn km, rất là mới, 18.000 cây. Mà em đang chào bán với giá là 535 triệu đồng cho một chiếc xe Hyundai Accent đăng ký biển gốc tỉnh, tên cá nhân một chủ từ đầu, màu trắng và thất kem các bác nhá. Mới. Đây em để ba con cùng đối thủ, cùng phân khúc với nhau ở cạnh nhau các bác này. Đây là Accent. Đây là chiếc Honda City, nhưng mà con này là bản CVT. Ở cái dòng Honda City này thì cạnh tranh trực tiếp với Accent đẳng đặc biệt đấy các bạn, thì phải là City Top cơ. City Top so với bản CVT này thì nó có một chút khác biệt. Ví dụ như là nó có cái đèn full LED này, có thêm cái ghế da này, điều hòa thì điều hòa điện tử. Đấy, con này thì điều hòa vẫn điều hòa cơ. Đèn này thì là đèn kiểu bóng LED như kiểu halogen projector các bác. Nó chưa được bóng bi full LED như kiểu cái City Top. Và con này được trang bị 2 túi khí thôi. Giá thì yêu hơn con này thì, nhưng mà so với các xe bác nhá, Honda City giá cao hơn một chút. Hộp số CVT. Con này thì em đang chào bán là 545 triệu đồng. Giá cực kỳ hợp lý mà xe đăng ký biển thành phố, tên cá nhân một chủ từ đầu. Khi mà anh chị mua chiếc xe biển thành phố mà sang tên về Hà Nội ấy, thì các bác sẽ không phải mất 20 triệu tiền biển nữa, mà chỉ mất 2% thuế thôi. Ví dụ như con này thì anh chị chỉ mất thêm khoảng 10 triệu tiền đăng ký sang tên thôi các bác nhá. Cực kỳ tiết kiệm. Ở đây là một chiếc Toyota Vios bản 1.5, bản E, bản CVT. Thì hai con này là đối thủ trực tiếp với nhau. Còn mà đối thủ với chiếc Hyundai Accent mà đặc biệt thì Vios phải là bản G. Ở trên cái phiên bản E này thì nó thiếu cũng khá là nhiều. Từ túi khí này, đề nổ start up vẫn chưa trang bị này, vẫn chưa khóa cơ này. Rồi xe không có cái điều hòa điện tử mà vẫn là điều hòa cơ. Nhưng mà những cái dòng xe mà được thiết kế hộp số CVT như kiểu con Vios với con City này đi rất là êm. Nó không có độ bốc như kiểu Accent, nhưng mà nó bù lại nó mang một tính rất là êm và bền bỉ. Con này thì nó siêu lành rồi. Giá em đang chào bán con này là 525 triệu đồng. Có thể nói là mức giá cực kỳ hợp lý so với cả City luôn. Nhưng mà so với Accent thì con này thì cũng tương đương. Còn VSG thì đắt hơn nhiều các bạn nhé. 525 triệu đồng. Ở đây thì là một chiếc xe phân khúc hạng C. Em thì nhà em đang có khoảng 45 con Mazda 3, rồi 5 con Mazda 6, khoảng 3-4 con Mazda, con Kia Seato. Ở thế đầu này em đang bày một chiếc Mazda 3 bản 1.5 sedan. Con này là màu matching gray. Đây là mã màu mới nhất của Mazda, và cũng rất nhiều hãng hiện nay đã bắt đầu sản xuất ra những cái màu kiểu cái màu xi măng như này, nó sạch sẽ. Con này thì em đang chào bán với giá là 665 triệu đồng cho một chiếc Mazda 3 bản 1.5 sedan. Xe sản xuất năm 2019, đã được trang bị ghế điện rồi các bác nhá. Và biển Hà Nội, biển 30G44540 này. Xe chạy được 2 vạn cây. Chu hầm mới, toàn xe lướt thôi, nhà em toàn 18, 19 thôi, không có xe đời sâu các bạn. Đây là một chiếc Mercedes-Benz C200 sản xuất 2018, chạy được hơn 2 vạn cây, gần 3 vạn. Xe này thì màu trắng nội thất kem các bạn nhá. À, nội thất đen, màu trắng nội thất kem. Màu trắng nội thất đen các bạn. Và xe đăng ký là biển gốc thành phố, cũng là tên cá nhân. Xe này em đang chào bán với giá là 1 tỷ 295 triệu đồng. Nhà em thì rất ít những cái loại xe sang như này, nhưng mà xe nó đẹp. Với cả nó cũng vừa tiền, lanh quanh khoảng gần tỷ 3.
sẽ bằng một chiếc Santa Fe bản cao cấp nhất chẳng hạn, hoặc là bằng một chiếc Kia Sorento thế hệ mới bây giờ. Thì các bác có thể lựa chọn giữa hai dòng xe, một là dòng xe hạng sang nhưng mà xe nhỏ, hoặc là một chiếc xe bình dân nhưng mà xe lớn, phục vụ gia đình và phục vụ bản thân. Cái này thì tùy nhu cầu sử dụng của từng người. 1.295.000.000 các bác nhá. Mercedes-Benz C200 2018. Bên cạnh nó đây là một người đàn anh của nó. Đây là chiếc Mercedes-Benz C250 Exclusive. Con này được sản xuất năm 2017. Thì các bác nhìn cái phần la răng này. Nó la răng 5 chấu kép, nó dạng to, chứ nó không phải là da năng đa nan như kiểu cái con Exclusive 2016 nữa. Con này thì em đang chào bán với giá là 1.315.000.000 đồng cho một chiếc Mercedes-Benz Exclusive C250 2017, màu đen nội thất kèm các bác nhá. Nói chung là hai con này thì dành cho anh em thanh niên như em đi rất là sướng, thích, phải nó sang mà nó nhỏ gọn mà tiết kiệm xăng lắm, bền, không có gì để chê con xe Mercedes cả. Có mỗi là có tiền mua hay không các bạn. Ở đây thì em có một chiếc Mazda 6, con này là bản 2.0 Premium và sản xuất năm 2019 các bác nhá. Xe đăng ký biển gốc tỉnh, tên cá nhân một chủ từ đầu. Mazda 6 này thì em giới thiệu cho anh chị quá nhiều xe của nhà em đã từng bán rồi. Con này thì mới chạy được có 1.7 km thôi, 2019. Và giá em đang chào bán là 840.000.000 đồng. Mazda 6 2.0 Premium các bác nhá. 840.000.000 đồng 2019 ạ. À đây, cái chiếc mà em vừa so sánh với cả con Mercedes-Benz 2C200 đây. Đây là chiếc Hyundai Santa Fe bản 2.2 dầu cao cấp nhất, là được trang bị hắt kính này, được trang bị cái đèn bi đưa đôi này, được trang bị cả cái bộ ghế da màu nâu. Thì đây là bản cao cấp nhất, sản xuất 2020, chạy được 2.000.000 km, bảo dưỡng bảo hành định kỳ tại hãng đầy đủ, không thiếu ngày nào cả, cứ 5.000 cây là chủ xe đi bảo dưỡng một lần. Con này thì em đang chào bán với giá là 1.250.000.000 đồng đấy. 1.250.000.000 đồng một chiếc 220 hoặc là một chiếc C200 2018 với giá là 1.295.000.000 đồng. Giá thì tương đương nhau, đời xe thì cũng lệch nhau có hai đời không đáng kể. Nhưng mà ở đây thì chúng ta đánh giá cái mức độ là, một là phục vụ cho gia đình, hai là phục vụ cho bản thân. Gia đình thì đi con Mercedes không hợp lý, nhưng mà phục vụ cho gia đình đi con Santa Fe này hợp lý các bác này. 7 chỗ gầm cao mà đi thì êm. Máy dầu thì tiết kiệm nhiên liệu vô cùng rồi. Ở đây thì em có một chiếc Mazda CX-5 bản 2.5 một cầu các bác nhá. Sản xuất 2019, xe chạy được 15.000 cây. Đây thì có một số bác đang xem xe em giới thiệu qua thôi. Con này em đang chào bán với giá là 905.000.000 đồng. Màu trắng sắt đen các bác nhá. Chạy mười mấy ngàn cây mới, mới tinh. Toyota Rush bản 1.5S thì con này là nhập khẩu Indo. Một phiên bản duy nhất được Toyota phân phối cho chúng tôi Việt Nam, 7 chỗ. Cầu sau các bác nhá. Con này là cầu đẩy, không phải là cầu kéo. Có thể nói con này nó giống kiểu con Innova ấy ạ, nhưng mà nó đẹp hơn tí và được trang bị dẫn động cầu sau, màu đen nội thất đen, chủ cũ đã bọc một bộ ghế da màu nâu rất là đẹp rồi. Con này đang chào bán là 635.000.000 đồng cho một chiếc Toyota Rush sản xuất 2020 các bác nhá. Đăng ký biển thành phố, tên cá nhân một chủ từ đầu. Đấy, đằng sau nó luôn là một chiếc Innova này, Toyota Innova bản 2.0e, đây là bản số sàn, sản xuất 2017. Con này thì cũng đăng ký một chủ từ đầu, chạy được có 54.000 km thôi. Miễn bảo chất lượng những con này các bác nhá, không một ngày dịch vụ. Nhà em thì không bao giờ làm xe dịch vụ mà nhất đến xe số sàn, nhưng con này nó đẹp quá, đẹp mà trên mức tưởng tượng của em đi mua xe. Thế nên em phải mua về phụ các bác mà muốn đi ở ngoại thành hay là phục vụ ở các bác ở vùng tỉnh. Đi đường phố thì cái này hơi mệt, nhưng mà các bác đi tỉnh những con xe Innova này thì thích. Xe đăng ký 8 chỗ, con này là con duy nhất đăng ký được 8 chỗ các bác nhá. Tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ của Toyota và giá em chào bán là 595.000.000 đồng. Đây là chiếc Honda HR-V. Con này là bản 1.8G, đây là bản tiêu chuẩn của HR-V tại thị trường ô tô Việt Nam. Sản xuất 2019 và chạy được 3.2 km, màu đen nội thất đen. Con này thì là một mẫu crossover cỡ nhỏ, cực kỳ phù hợp đi trong phố. Dòng Honda thì chúng ta sẽ nổi tiếng với cái độ bền bỉ rồi. Bền bỉ rồi tiện nghi thì không có nhiều lắm, nhưng mà được cái là đi rất là êm, bền bỉ và ít hỏng vặt. Thì những con này phù hợp cho các bác nào mà mua cho các bà chị em, cho vợ đi trong phố, cho những người mà thích những chiếc xe gầm cao nhưng mà vẫn thích cái sự nhỏ gọn để luồn lách trong phố tiện lợi, thì HR-V này là một trong những sự chọn rất hợp lý.
HRV này thì nó cạnh tranh tiếp với đối thủ như là Toyota Cross, rồi chiếc Hyundai Kona, EcoSport hoặc cái con xe VinFast mới ra là E34 các bác. Nhưng giá con này thì nhỉnh hơn các bác nhá. Em đang chào bán con này với giá là 755 triệu đồng. 755 triệu đồng các bác. Sản đăng ký biển tỉnh, tên là một chủ. Đây là một mẫu xe rất vừa tiền của nhà em mới về này. Đây là một chiếc Mazda CX-5. Thường thì nhà em chỉ làm những chiếc xe đời cao thôi, không làm xe đời sâu. Nhưng mà cái con CX-5 này thì nó mới quá. Sản xuất 2013, đây có thể nói là những thế hệ CX-5 đầu tiên của Việt Nam. Mới chạy được có 59.000 km, 6 vạn cây. Mà 2013 các bác nhá, một chủ từ đầu, đăng ký biển thành phố. Và giá em đang chào bán là 585 triệu đồng với một mẫu xe mà dưới 600 mà gầm cao thì em nghĩ là khó có thể có con nào vượt qua con này được. Túc Sơn, bản sang đặc biệt 2019, màu đen, nội thất kem. Em đang bán con này là 835 triệu cho một chiếc Hyundai Túc Sơn 2019, bản sang đặc biệt các bác nhá. Đây, ba chiếc Kia Seato nhà em này. Bác nhìn là ba con màu đỏ luôn. Con này là 19, con này 20, con trong cùng là 19. Con này là bản 1.6 Luxury, đăng ký biển tỉnh, chạy 17.000 cây. Và con này em đang chào bán với giá là bao nhiêu nhỉ? 630 triệu đồng. Model 2020. Thì ở cái phần model 2020-19 đấy các bạn, nó khác nhau một số điểm. Ví dụ như là con 20 thì nó được trang bị thêm cái đuôi gió thể thao và được trang bị cái bô đôi. Còn cái bản đời 2019 nó chưa bị cái đấy các bạn nhé. 630 triệu. Con này thì là bản 2.0 2020. Con này thì em đang chào bán là 685 triệu đồng, cũng đăng ký biển tỉnh luôn, tên cá nhân một chủ, tên cá nhân một chủ. Ở bên này thì em có một chiếc Kia Seato 2.0, nhưng mà con này thì là sản xuất 2019. Nói chung hai con này thì như nhau, khác nhau mỗi đời xe thôi. Con này thì 685, con này thì 665, 20 triệu một đời, cũng đăng ký biển tỉnh các bác nhé. Nhà em đợt này thì chủ yếu toàn xe biển tỉnh. Đờ, bởi vì các bác hay nói với em những cái câu đại loại như là tại sao xe nhà chú toàn xe miền Nam về hay là xe Sài Gòn sử dụng nước lắm. Thì em xin khẳng định với bác một lần nữa, đó chính là nhà em cam kết về chất lượng, không có đâm vang gặp nước, động cơ khung gầm máy móc hộp số nguyên bản, và các bác có thể mang đi bất cứ đâu để kiểm tra về chất lượng xe. Và nếu phạm về những cái vấn đề cam kết bên em ấy thì em có thể tặng xe cho các bác luôn. Đấy, cực kỳ là chắc chắn các bác nhá. Ở đây em có một chiếc Mazda 3 bản 1.5 sedan sản xuất 2019. Như con này em vừa giới thiệu các bác, một con xám đấy ạ, thì con này được trang bị ghế điện rồi, màu đỏ pha lê. Đây cũng là mã màu mới nhất của Mazda trên những phiên bản mới gần đây. Con này thì em đang chào bán với giá là 665 triệu đồng, ngang giá với con Mazda 3 màu xám 2019. Con này thì 2017, nhưng mà đây là bản all new. Các bác nhìn cái phần logo này, logo cắt vào mặt ca lăng, và cái đèn này của nó cũng là đèn cũ. Thì đây là bản all new, xi nhan với cả đèn gầm là dạng rất là to, bóng cũ ấy ạ. Còn đèn mới bây giờ thì nó mảnh, rất là đẹp. Con này thì em đang chào bán là 555 triệu đồng cho một chiếc Mazda 3 2017, phanh cơ, đăng ký biển tỉnh các bác nhá, màu cháo đôi thất đen. Ở đây cạnh nó là em có một chiếc Mazda 3 bản 1.5 sedan, con này bản Philip này, cũng 2017. Thì các bác nhìn cái phần logo này, nó âm xuống dưới phần mặt ca lăng, và phần đèn với cả phần đèn gầm của nó thiết kế nó tinh tế hơn một chút, nó không còn thô kệch những cái phiên bản cũ nữa. Con này thì giá nhỉnh hơn một chút, 580 triệu đồng cho một chiếc Mazda 3 bản 1.5 sedan Philip 2017. Em vừa giới thiệu cho các bác là một chiếc Mazda 6 bản 2.0 Premium ở trên kia 2019 các bác nhá. Ở đây thì em có thêm 3 chiếc Mazda 6 này. Con này là 2.5 2018 này, con này là 2.0 2018 này, 2016 và 2017. Có nghĩa là 16, 17, 18, 19 là đủ hết các bản luôn, 2.0 cũng có, 2.5 cũng có. Thì con này thì là bản 2.5 2018, giá nó sẽ bằng con 2.0 2019 kia, cũng là 840 triệu đồng cho một chiếc Mazda 6 2.5 Premium sản xuất 2018. Ở cái chế phiên bản 2.5 này thì so với bản 2.0 nó chả khác nhau gì mấy đâu. Nó chủ yếu khác nhau về nhất là cái động cơ, đạp ga này thì sướng hơn, nó không bị trễ. Với cả cái bộ nó thất ghế ra nó là màu đen hết, và cái trần nó rất là màu đen. Em rất thích cái kiểu thiết kế như vậy. Cái trần nó màu đen các bác thấy là sạch sẽ, thứ hai là nhìn nó sang trọng. 840 triệu các bác nhá. Xe này chạy được 3 vạn 2 cây mới. Ở đây thì em có một chiếc cũng 2018 2.0 Luxury. Con này chỉ chạy 3 vạn 8 cây rồi. Con này thì các bác nhìn cái phần la răng này để có thể nhận biết được đâu là bản Premium và đâu là cái bản
Luxury. Bản Premium này thì được trang bị bộ vành la răng 19 inch, còn bộ vành la răng của Luxury là 17 inch. Đó, nhưng mà nếu mà trong cái trường hợp mà xe độ vành các bác nhá, thì các bác có thể nhìn vào cái phần đèn này. Đèn của chiếc Premium này nó là đèn bi, đèn pha ấy ạ. Còn cái đèn của con Luxury này là đèn halogen. Còn bên trong thì con này được trang bị 10 labo. Con này thì 6 labo. Con này thì được trang bị hắt kính. Con này thì không được trang bị hắt kính các bác nhá. Đấy, đấy là một cái số điểm để các bác đi mua xe để nhận dạng, thì tránh cái trường hợp là nhầm lẫn, bởi vì là bây giờ độ xe cũng nhiều. Cứ nhìn cái bộ vành la răng 19 inch mà cứ tưởng nó bản hàng Premium là chết các bạn. Ở đây em có một chiếc Mazda 6 bản 2.0 sản xuất năm 2016, màu trắng nội thất đen. Con này, à quên mất, không báo giá các bác con này. Con này đang chào bán là 730 triệu các bác nhá. Mazda 6 2.0 Luxury, đăng ký biển tỉnh, tên cá nhân một chủ. Con này thì là Mazda 6 2.0 sản xuất 2016. Đấy, như con này thì là chủ xe đã độ cái bộ vành la răng 19 inch này. Đấy, cái bộ vành la răng 19 inch này nó chỉ xuất hiện trên bản 2.5 thôi, kể cả đời cũ các bác nhá. Con này thì nó vẫn được trang bị là phanh tay cơ. Nội thất bên trong thì khác hẳn hoàn toàn so với chiếc Mazda 6 bản Philips. Con này thì em đang chào bán với giá là 645 triệu đồng. Biển Hà Nội nha các bác nhá. 30E935-70 này. Các bác nào ở Hà Nội hay là ở tỉnh muốn giữ nguyên biển thì đi ngoài hợp lý đây. Với mức giá nó chỉ ngang một chiếc Mazda 3 đời 2019 thôi, 18. Mà bác đi được một chiếc Mazda 6, một chiếc xe hạng D mà option trang bị đầy đủ hơn, rộng rãi hơn, thì em nghĩ là một sự rất là hợp lý. Và đây là con xe cuối cùng mà nhà em muốn gửi đến cho anh chị. Đây là một chiếc Mazda 6 bản 2.0 Luxury sản xuất 2017, chạy được 4 vạn km rồi. Xe đăng ký biển gốc tỉnh, tên cá nhân một chủ từ đầu, màu trắng nội thất đen. Con này thì em đang chào bán với mức giá cực kỳ hợp lý, ngang với một chiếc Mazda 3 2019. Giá em đang chào bán con này với giá là 705 triệu đồng. 705 triệu đồng các bác nhá. Một mẫu xe hạng D mà được trang bị cực kỳ đầy đủ. Con này bản Philips nó trang bị phanh điện tử rồi nhiều option lắm. Em sẽ review chi tiết cho từng chiếc xe trên cái kênh cá nhân của em sau. Thời lượng clip cũng đã dài rồi ạ, thì em xin phép một lần nữa cực kỳ cảm ơn anh chị đã quan tâm và theo dõi clip của em. Và em có hỗ trợ ngân hàng lên đến 70% giá trị xe, thủ tục cực kỳ nhanh gọn. Và đặc biệt em hỗ trợ được tất cả các bộ hồ sơ xấu. Nếu mà anh chị có cần thì thắc mắc về vấn đề vay vốn ngân hàng, hay là vấn đề về xe cộ, hay là thủ tục mua xe như thế nào, hay là các bác muốn bán xe cho em thì cứ liên hệ tiếp với em nhé. Số điện thoại của em vẫn vậy, 0943332565. Em Đạt, cảm ơn anh chị quan tâm theo dõi. Xin chào ạ.